lộ diện 8 cái tên tham gia vào vòng chung kết U20 châu Á. Và Việt Nam vinh dự là đội tuyển duy nhất tại khu vực Đông Nam Á tham gia vào vòng chung kết U20 châu Á lần này. Vòng chung kết U20 châu Á sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2024 tại Uzbekistan. Và Uzbekistan là một đội trong 8 đội đó vì là nước chủ nhà được đặt cách. Tiếp theo đó là ba đội có thứ hạng cao nhất ở kỳ trước, đó là Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc. Hai đội tiếp theo là đội nhất và đội nhì ở bảng A, đó là Australia và Việt Nam. Và hai đội cuối cùng là hai đội đầu bảng B, đó là Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa. Như vậy, 8 cái tên này sẽ được chia làm hai bảng. Và hiện tại thì việc bốc thăm chia bảng thì chưa được tổ chức. Thông tin này mình sẽ cập nhật lại sau. Mà các bạn cùng theo dõi ở những video tiếp theo. Đội tuyển U20 nữ, U20 của đội tuyển Việt Nam cũng có rất nhiều gương mặt rất là nổi bật và đá cũng rất hay. Điển hình như là các bạn đang được nhìn thấy ở trên hình đây, đó là vận động viên Nguyễn Thị Bảo Trâm, một tiền đạo số 1 của đội tuyển U20 nữ và hiện tại đang được mang băng đội trưởng. Chúng ta cũng rất kỳ vọng vào lứa U20 này bởi vì đây sẽ là một lứa cầu thủ và sẽ thay thế các đàn chị của U20, của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại. Về đội tuyển của quốc gia của chúng ta thì cũng các cầu thủ nữ cũng đã có tuổi và sẽ không còn nhiều được sức lực để tham gia tranh đấu với những các giải trên khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như là thế giới. Thế nên là đây sẽ là một thế hệ kế tiếp. Bên cạnh đó thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ không còn tham gia vào huấn luyện các đội tuyển trẻ này nữa. Thế nên là đội tuyển trẻ này cũng được đặt rất nhiều kỳ vọng.